Và sau đây là những phần tin liên quan đến địa phương thưa quý vị. Truy nã các nghi phạm cướp bóc cửa hàng ở Nam Los Angeles. Cảnh sát đang truy tìm một nhóm nghi phạm có liên quan đến vụ chiếm giữ đường phố và cướp phá một cửa hàng ở miền Nam Los Angeles. Hồi đầu tuần, hàng trăm người đã tụ tập để chiếm giữ con đường Century Boulevard và Hoover Street ở khu phố Vermont Vista, theo Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết. Cảnh sát nói rằng đám đông lớn đã thực hiện các pha nguy hiểm như là biểu diễn xe đua và đốt bỏ xẹp bỏ bánh xe. Cùng lúc đó khoảng 50 đến 75 người đã đến một cửa hàng Ozone ở khu nhà 600 West Century và đã lục tung cửa hàng này. Giới hữu trách cho biết những tên trộm đã trốn thoát với số hàng hóa bị đánh cắp trị giá khoảng 67.000 mỹ kim. Một nghi phạm là Danny Sanchez 24 tuổi đã bị bắt sau khi dẫn đầu các cảnh sát truy đuổi. Bên, bên trong xe của nghi phạm, cảnh sát phát hiện ra có số hàng hóa bị đánh cắp trị giá khoảng 1.200 mỹ kim. Sanchez đã bị bắt sau đó bị buộc tội đột nhập cấp độ 2, trộm cắp có tổ chức và cố tình trốn tránh cảnh sát. Lực lượng đặc nhiệm tội phạm có tổ chức của Los Angeles đang yêu cầu công chúng giúp xác định những nghi phạm khác có liên quan. Hình ảnh của những nghi phạm đã được chụp ở tại AutoZone trong vụ cướp phá. Ngày 18 tháng 9 hôm nay, cảnh sát ghi nhận rằng nhiều nghi phạm vẫn đang lẩn trốn. Bất kỳ ai nhận ra những tên trộm hoặc có thông tin về vụ án, được yêu cầu gọi cho lực lượng đặc nhiệm tội phạm có tổ chức thuộc về Sở Cảnh sát Los Angeles theo số 818-374-9420. Học sinh tiểu học mang súng đến trường tại quận Cam. Mới đây, một học sinh 6 tuổi tại trường tiểu học Orange, quận Cam mang theo một khẩu súng lục nạp đạn đến trường. Theo cảnh sát trưởng Jason Smith, học sinh này không có ý định sử dụng vũ khí và không hiểu mức độ nghiêm trọng của việc mang theo súng vụ việc được phát hiện khi một trợ giảng giúp học sinh lấy đồ trong cặp và phát hiện khẩu súng lục heritage rough rider kiểu cowboy ngay lập tức nhà trường đã thu giữ súng để bảo đảm an toàn sau khi tiến hành điều tra và thẩm vấn cảnh sát xác định học sinh này không nhận thức được sự nguy hiểm của việc mang súng đến trường cảnh sát và nhà trường trước đó không nhận được bất kỳ thông tin hay cảnh báo nào về sự việc Cảnh sát trưởng Jason Smith khuyến cáo các bậc phụ huynh cần nói chuyện với con cái về sự nguy hiểm của vũ khí, luôn kiểm tra cặp sách và bảo đảm vũ khí trong nhà được cất giữ an toàn. Và sau đây là bản tin cuối từ quý vị. Một cựu giáo viên ở Ohio phải lãnh án hơn 17 năm tù bởi vì đã lén cài máy quay ở trong nhà vệ sinh của trường một cựu giáo viên của trường trung học Beckman High School ở thành phố Irvine, vừa bị kết án hơn 17 năm tù liên bang bởi vì lén đặt máy quay ở trong phòng vệ sinh của cả nam và nữ của trường này, theo nhật báo OC County Register đưa tin. Trước đó, bị cáo Siu Kong Sit, 38 tuổi, là cư dân của Roland Heights, đã nhận tội tàng chữ phim ảnh về trẻ em khiêu dâm. Tòa liên bang ở Santa Ana đã tuyên án Sit 210 tháng tù và sẽ bị quản chế suốt đời sau khi ra tù. Ngoài làm giáo viên, người này cũng đã từng làm huấn luyện viên đội tuyển thi đấu robot của trường. Theo thỏa thuận nhận tội, từ năm 2020, ông Sit đã đặt lén máy quay phim ở trong nhiều nhà vệ sinh ở tại trường học, thường xuyên xem và lưu trữ video do những máy đó quay được. Vào tháng 5 năm 2022, ông Sit còn lén đặt máy quay phim ở trong phòng vệ sinh khách sạn ở Texas, nơi ông và học sinh ở khi mà tham gia giải đấu robot ở đó. Theo công tố viên, từ 2020 đến 2023, ông Sít được cho là đã xem và tải về đến hàng trăm hình ảnh đang đi vệ sinh của trẻ em và người lớn. Trong đó có vài nạn nhân dưới 12 tuổi. Các máy quay phim vào ổ cứng có chứa dữ liệu quay lén của ông ta bị phát giác hồi tháng 2 năm ngoái. Khi kiểm tra một ổ cứng, các điều tra viên còn thấy 22 tấm hình và một video bị nghi là của trẻ em khiêu dâm. Hiện tại, ông Sít đang bị bốn học sinh cũ ở trong số nạn nhân của ông ta kiện Ông còn bị truy tố 4 tội gây dối trật tự. Tuy nhiên, theo hồ sơ của Tòa thượng thẩm Orange County, ông Sid phủ nhận các tội danh này.